Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về cái tính cường độ từ trường, và chúng ta xác định cái vector cường độ từ trường tại một cái điểm nào đó. Thì chúng ta có bài tập như sau. Cho hai dây dẫn thẳng dài vuông góc với nhau và nằm trong hai mặt phẳng vuông góc. Trên dây dẫn có các dòng điện là I1 bằng 2A, I2 là bằng 3A chạy qua. Xác định vector cường độ từ trường tại điểm M1 và điểm M2. Cho biết khoảng cách giữa hai dây dẫn là AB là bằng bằng 2 cm, AM1 bằng AM2 là bằng bằng 1 cm. Dựa vào thông tin bài bài tập này thì chúng ta có thể tóm tắt như sau: I1 là bằng 2 A, I2 là bằng cho là bằng 3 A, khoảng cách AB là bằng 2 nhân 10 mũ trừ trừ 2 mét trừ 2 mét. AM1 bằng AM2 bằng 10 mũ trừ trừ 2 mét. BM2 bằng 10 mũ trừ 2 mét. Nó hỏi là hỏi cường độ từ trường tại điểm M1 và tại điểm M2. Như vậy theo đầu bài ấy thì dòng điện I1 sẽ nằm trong cái mặt phẳng hình vẽ, và dòng điện I2 sẽ vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Và các điểm M1 và M2 thì nó nằm trên cái đường thẳng AB, nằm trên đường thẳng AB, và đường này vuông góc với hai dây dẫn và nằm trong cái mặt phẳng hình vẽ. Như đã biết thì mỗi dòng điện sinh ra xung quanh nó một từ trường. Như vậy từ trường tại các điểm M1, M2 chúng ta sẽ lần lượt tính sau sau đây. Nhắc lại nhá, thì cái dòng điện I1 đấy nó sẽ nằm trong cái mặt phẳng hình vẽ. Dòng điện I2 nó sẽ vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Các điểm I1 và I2 là các điểm M1 và M2 thì nó nằm trong cái đường thẳng AB. Chúng ta thấy rằng cái vector cường độ từ trường ấy là cái H1 này nó sinh ra là do I1 sinh ra tại M. Thì nó có phương, phương là phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Chiều thì nó đi chiều là từ phía phía sau ra phía trước. Về độ lớn của nó thì chúng ta có công thức rồi, chúng ta áp dụng cái công thức ra thì nó sẽ bằng là I1 nhân cho chia trên cho 2pi nhân cho cái bán kính là AM1, là nó sẽ bằng như sau. Chúng ta thay vào kết quả. Cường độ là 2 này. 2 nhân cho pi là 3,14 này. Nhân cho AM1 AM1 nó là 10 mũ trừ 2 này. 10 mũ trừ 2. Thì chúng ta sẽ tính ra được là bằng 1 trên cho 3,14 nhân 10 mũ 2 ampe trên cho mét. Đấy. Đó là cái vector, đó là cái cường độ từ trường của cái H1. Đấy. Nhắc lại phương nó là vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, và chiều nó đi từ phía sau ra ra phía phía trước theo cái quy tắc mà vặn vặn nút chai. Rồi chúng ta chuyển sang là chúng ta xác định cái vector cường độ H2 do dòng điện I2. Đấy, H2 này do dòng điện I2 nó sinh ra tại tại M1, thì chúng ta có phương là phương nó vuông góc với AB. Chiều thì chiều nó đi từ dưới lên trên hình vẽ, và độ lớn thì chúng ta có là H1 2 sẽ bằng là I2 trên cho 2B nhân cho bán kính của nó. Bán kính của nó chúng ta xem lại. Bán kính của nó chính là bằng AB cộng với M1A. Đây. Như chúng ta thấy đây. Độ lớn của nó I2 sẽ bằng 2B nhân cho AM1 cộng cho AB. Chúng ta thay vào công thức.
theo công thức sẽ bằng là 3 trên cho 2 pi là 3,14 nhân cho 3 nhân cho 10 mũ trừ trừ 2 sẽ bằng là 1 trên cho 2 nhân cho 3,14 10 mũ 2, đơn vị là ampere mét. Thì chúng ta cũng tuân theo cái nguyên tắc, đó là nguyên tắc là trồng chất từ trường, tuân theo nguyên tắc theo nguyên lý. Theo nguyên lý trồng chất từ trường. Thì vector cường độ từ trường tại M1 sẽ bằng là H1 bằng H11 vector H11 cộng cho vector H12, mà H11 với lại H12 là ban nãy mình vừa xét này. Đây, H11 và cái H12. H12. Đấy. Thì chúng ta sẽ tính được H1 là nó xác định theo cái nguyên tắc là cộng vector. Và chú ý rằng là do H11, cái vector H11 này nó vuông góc với vector H12. H12. Nên chúng ta có thể vẽ được cái hình vẽ như sau. Đây là H1 này. H1. M1. H12 này. H11 này. Đây là H12 này, đây là H11 này. Đấy. Còn đây chính là cái vector H1. Vector H1, đây là góc alpha 1. Đấy. Ta cũng lưu ý rằng là do là H11 nó vuông góc với H12, cho nên là ta mới tính được cái góc tan alpha. Alpha tan alpha 1. Đây này, H11 này, H12 này. Đây là cái vector cường độ tại tại H1. Đây là góc alpha. Thì nó chứng bằng là H12 chia cho H11. Đấy. Cũng từ đó chúng ta tính ra được là tan alpha 1 sau khi chúng ta thay thế vào thì chúng ta tính được là bằng 1/2. Đấy, bằng 1/2. Như cái ban nãy này, đây, đấy, H11 và cái H12, cái góc tan của nó là bằng bằng 1/2. Như vậy chúng ta có thể xác định được cái vector cường độ từ trường tại tại M1 như sau. Chiều là từ phía sau chất ra phía trước, mặt phẳng hình vẽ, và độ lớn của nó là H1 sẽ bằng căn của H11 cộng cho H12. À, cái này mình phải bình phương lên nữa. Đấy. Là bằng 35,6 amron trên mét. Đấy. Nếu mà bạn nào thắc mắc cái đoạn ban nãy mà tính góc tan của alpha 1 ấy, thì chúng ta có thể tính như sau này, bằng H
1, 1, 2 trên cho H1, 1 bằng bằng Y2 trên cho 2B, BA cộng A1, 1 chia cho Y1 trên cho 2B nhân A1 AM1 đấy sẽ bằng với Y2 trên cho Y1 nhân cho A1 AM1 BA cộng với AM1 đấy bằng tan alpha 1 sẽ bằng Y2 trên cho Y1 nhân với AM1 trên cho AB cộng với AM1 thì chúng ta thay vào chúng ta sẽ bằng là 3 phần 2 nhân cho 1 cộng với 2 2 cộng 1 là bằng bằng 1 phần 2 mà tan của 1 phần 2 thì chúng ta sẽ tính được alpha 1 sẽ bằng là 26 độ 34 phút. Đấy. Chúng ta sẽ tính được như thế. Và như thế là chúng ta đã xác định được cái vector cường độ từ trường tại tại điểm M1 rồi. Tại điểm M1. Còn về để xác định cái cường độ từ trường H2 tại M2 thì chúng ta sẽ có như sau. H2 H21 thì nó bằng H11 về độ lớn ấy, về độ lớn ấy. Tại vì chúng ta xem lại hình này. Đấy. H2 H21 thì nó bằng H H11 là H22 thì nó sẽ bằng là Y2 trên cho 2B nhân cho B BM BM2 thì chúng ta tính được cái giá trị như sau. Và chúng ta cũng theo cái nguyên tắc là trồng chất định trường. Chúng ta có là H2 sẽ bằng là H2 1 vector H2 1 cộng cho vector H2 2. Chúng ta cũng sẽ có được cái mô típ như ban nãy là nó cũng vuông góc với nhau. Chúng ta vẽ ra H2 vector H2 2. Đây là vector H21 à nhầm nó vuông góc nó có vẻ nó là hình vuông nhé cái nãy cũng là hình vuông luôn cái hình ban nãy ấy. Cái hình mà H11 này đây là hình vuông nhé mình vẽ nó hơi dư ra tí. Đây chúng ta cũng sẽ vẽ được cái vector H2 và cái góc alpha 2 hợp bởi vector H2 và vector H21. Chúng ta tính được cái góc alpha của nó, alpha 2 của nó chính là bằng 50 độ 19 phút. Và chúng ta sẽ tính được cái độ lớn của nó H2 sẽ bằng căn của H21 bình phương cộng cho H22 tất cả bình phương. Nhắc lại nhá, H2 sẽ bằng căn của H21 bình phương cộng cho H22 bình phương sẽ bằng là 57,4 angstrom trên mét. Đấy. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái việc mà chúng ta tính cái cường độ từ trường tại tại hai điểm. Và sau đây chúng ta sẽ xem lại một lần nữa cái bài toán. Đây là đề bài và tóm tắt. Tơ cường độ từ trường H1 tại điểm M1. Tiếp theo là chúng ta xác định cái cường độ từ trường H12 do dòng điện I2 sinh ra tại M1.
Và theo nguyên lý chồng chất điện trường thì chúng ta có là H1 sẽ bằng H11 cộng cho H12. Chúng ta tính ra góc tan của alpha 1. Thế thì chúng ta xác định được cái cường độ từ trường H2 tại điểm M2. Và bài học của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở cái buổi học tiếp theo.